Minh Toàn xin chào cô chú và các anh chị. Hôm nay Minh Toàn sẽ chia sẻ đến cô chú và các anh chị về cái thành phố Hạ Long đang vươn mình thay đổi từng ngày để trở thành một cái điểm đến du lịch lý tưởng. Hai lần được UNESCO vinh danh là cái kỳ quan thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và năm 2000. Vịnh Hạ Long với vẻ đẹp hùng vĩ tạo nên cái chất xúc tác đặc biệt khiến thành phố vịnh biển ngày nay trở nên nổi tiếng. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều các cái sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí độc đáo và đẳng cấp, thành phố di sản Hạ Long đang trỗi dậy mạnh mẽ sau cái giấc ngủ dài. Đặc biệt, trong tháng 1 2019, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một vịnh Hạ Long, một thành phố Hạ Long với phiên bản mới, độc đáo và đa sắc, hội nhập và lan tỏa nhờ các sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất năm sắp diễn ra tại đây như Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 tổ chức tại khu nghỉ dưỡng FLC Hạ Long. Đây là cơ hội để du lịch Hạ Long, Quảng Ninh bứt tốc, vươn lên một tầm cao mới, tương xứng với những tiềm năng du lịch độc đáo mà tạo hóa đã ban tặng riêng cho vùng đất nơi này. Về huyền thoại một thời của Hạ Long, thưa cô chú và các anh chị, hai lần được UNESCO vinh danh là kỳ quan thiên nhiên thế giới vào năm 94 và năm 2000. Với vịnh Hạ Long và với vẻ đẹp hùng vĩ tạo nên chất xúc tác đặc biệt khiến thành phố vịnh biển ngày nay trở nên nổi tiếng. Thời ấy, Hạ Long là một trong những điểm du lịch quen thuộc nhất với các gia đình Việt Nam, lưu giữ bất cứ du khách quốc tế nào khi mà đặt chân đến nơi đây. Chẳng thế mà có một chị người Pháp 38 tuổi, một du khách người Pháp có dịp đến tham quan vịnh Hạ Long và phải thốt lên rằng nếu như ai đó chưa bao giờ tới thăm vịnh Hạ Long có nghĩa là chưa từng thấy một trong những cái danh lam thắng cảnh đẹp nhất ở trên thế giới. Và với người đã từng khám phá 7 quốc gia trước đó, chị này chỉ nhận thấy vịnh Hạ Long thật khác biệt so với những nơi mà chị đã từng đi qua. Vẻ đẹp trường tồn của vịnh Hạ Long được tạo nên từ hàng nghìn đảo đá đồ sộ nhấp nhô giữa biển trong xanh, cùng với hệ thống hang động tự nhiên huyền ảo, hệ sinh thái từng ngập mặn đặc trưng với nhiều cái giống loài động vật thực vật rất là quý hiếm. Sự kỳ ảo ấy của vịnh Hạ Long đã từng được tái hiện sống động trong những cái thức phim bom tấn của Hollywood như là King Kong, tức là đảo đồ lâu của đạo diễn John Dan vào cuối năm 2016, khiến một lần nữa Hạ Long trở thành từ khóa nóng được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn phim và du lịch. Một thời gian dài đầu tiên mà nhiều du khách nhớ tới Quảng Ninh, Hạ Long, nơi có những cái cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ khiến cả thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng không ít và không chỉ có thắng cảnh để tham quan và du lịch đơn thuần, thành phố Hạ Long ngày nay còn là một nơi lý tưởng để du khách nghỉ dưỡng và tham quan vào những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí sôi động, chẳng kém gì những cái thành phố du lịch nổi tiếng ở trên thế giới. Như cô chú và các anh chị cũng đang nhìn thấy, với sức sống mới của thành phố và di sản của Hạ Long, những năm qua lượng khách trong và ngoài nước đổ về Hạ Long, Quảng Ninh tăng đột biến. Trong năm 2018 vừa qua, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số khách đến Quảng Ninh ước đạt khoảng trên 10 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng lượng khách quốc tế đạt trên 3,6 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 17.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Và nhằm thực hiện mục tiêu du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, hệ thống cơ sở hạ tầng tại Quảng Ninh liên tục được mở rộng. Trong đó, các hoạt động dự án trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng như thông xe cao tốc Hạ Long, Hải Phòng và cầu Bạch Đằng, cải tạo quốc lộ 18 đoạn qua Uông Bí, Hạ Long, Uông Bí, Phả Lại, Hạ Long, Mông Dương. Trong tháng 12 này, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bắt đầu được hoạt động. Ngoài ra, nhiều dự án hạ tầng bổ trợ cho lĩnh vực
du lịch sẽ tiếp tục được tỉnh Quảng Ninh triển khai tại Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và mọi nơi trên tỉnh Quảng Ninh, góp phần mở rộng thị trường và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của từng địa phương. Với tốc độ phát triển vượt bậc thời gian qua, thì thành phố Hạ Long đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn với những dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô đồng bộ, đẳng cấp và đang làm thay đổi cái diện mạo của đô thị, biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của miền Bắc của chúng ta. Bên cạnh những hoạt động quen thuộc như khám phá các hang động, thăm các cái làng chài trên vịnh, tắm biển, câu cá, chèo thuyền, ngủ đêm trên du thuyền, du khách còn tìm được những cái điểm dừng chân mới cực kỳ thú vị tại Hạ Long. Theo chia sẻ của những người thích đi du lịch và trên các trang mạng, nếu muốn hiểu hơn về nơi này, hãy tới Quảng Ninh thu nhỏ. Trong bảo tàng độc đáo ở bờ vịnh Hạ Long, nếu muốn thư thái khám phá từng ngóc ngách nhỏ nhất của Hạ Long, hãy ghé cái phố đi bộ vào lúc trời đã tối hẳn. Khi các con đường đã lung linh muôn màu về sắc về đèn, cảm nhận đến sự thời đại đang len lỏi trong từng tế bào của thành phố này. Và nếu muốn tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay bên bờ vịnh, hay bốc phòng trong khu nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, tức là phố đi bộ ở đằng trước cái khu du lịch và khu vui chơi lớn nhất Quảng Ninh ngày nay, đó là sàn rút Quảng Ninh, phố đi bộ gọi là phố cổ của Hạ Long. Và cái khu nghỉ dưỡng FLC là cái khu mà resort của Vinpearl. FLC Hạ Long là cái khu nghỉ dưỡng có vị trí trấn địa khi nằm trên cái đồi cao tương đương cái độ cao 100m so với mực nước biển, hướng tầm nhìn bao quát toàn cái cảnh vịnh Hạ Long với hơn 300 hạng mục tiện ích cao cấp được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế như khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf, trung tâm hội nghị quốc tế, các quán bar, bể bơi và vân vân. Thì tập đoàn FLC của Hạ Long đã trở thành cái điểm đến độc đáo không thể bỏ qua trong cái hành trình khám phá thành phố di sản của các cái du khách. Được biết trong tháng 12 năm 2018 thì khu nghỉ dưỡng này sẽ được khai trương và đưa vào vận hành toàn bộ quần thể, cung cấp thêm cho Hạ Long một cái cơ sở du lịch lưu trú chất lượng cùng với những cái sản phẩm du lịch độc đáo ấn tượng. Điều này hứa hẹn giúp thu hút du khách trong và ngoài nước đến Hạ Long ngày một nhiều hơn và rất là đông hơn. Để đánh giá về cái chặng đường phát triển của Hạ Long, nhiều chuyên gia khẳng định du lịch Hạ Long đang ngày một thay đổi theo hướng bền vững trên đà tăng trưởng này. Mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế của Hạ Long, Quảng Ninh đang dần thành thực hiện và trở thành hiện thực là con rồng của Việt Nam đang sải cánh vươn xa. Và mến thưa cô chú và các anh chị, chúng ta đang lưu thông ở trên cái phường Cái Răm, một trong những cái phường nhỏ của thành phố Hạ Long. Và phường Cái Răm, về phường Cái Răm là một trong những cái phường mới, những khu đô thị mới của thành phố Hạ Long. Tuy là ở phường Cái Răm này chưa phát triển lắm, hoặc qua ánh mắt của cô chú có thể cảm nhận được về sự phát triển của Hạ Long qua phường Cái Răm. Nhưng mến thưa cô chú, phường Cái Răm này cũng là một trong những cái phường mới, chứ không phải là cái phường cũ, nơi cũng chưa phải là tập trung các cái nơi khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng như là những cái điểm du lịch chú trọng của Quảng Ninh cũng như là của Hạ Long. Bây giờ xin mời cô chú chúng ta hãy tiếp tục khám phá phường Cái Răm này qua đoạn đường này. Và Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú và các anh chị một số hình ảnh về Hạ Long cũng như là Quảng Ninh qua kênh mà cô chú đang xem. Để là người đầu tiên được xem những cái video mới về Hạ Long nói riêng và cuộc sống Việt Nam nói chung, rất mong cô chú và các anh chị hãy nhấn nút đăng ký miễn phí. Và để là theo dõi những cái video từ trước nay hoàn toàn có đăng tải lên cái kênh này, một số video về Hạ Long thì cô chú mà quan tâm, rất mong cô chú tìm trong cái danh sách phát là cuộc sống Hạ Long.
thì cô chú sẽ xem được những cái video mới về cuộc sống của Hạ Long cũng như là các điểm du lịch nổi tiếng của Hạ Long. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký để theo dõi những video video mới nhất, đồng thời cũng là ủng hộ kênh. Hay nếu thấy video hay, mong anh cô chú và các anh chị hãy cho một like và chia sẻ đến nhiều người để nhiều người được biết hơn về Vịnh Hạ Long. Mến chào cô chú và hẹn gặp lại cô chú trong video tiếp theo.